20 là phải viên mãn sự tùy theo ý muốn đến các cõi Phật, tự hiện thân trong chúng hội của Phật. Thiện hiện Đại Bồ Tát khi trụ bậc thứ 7 là viễn hành, phải xa lìa 20 pháp như vậy, và phải viên mãn 20 pháp như vậy. Lại nữa, thiện hiện Đại Bồ Tát khi trụ ở bậc thứ 8 là bất động, phải viên mãn 4 pháp. Những gì là 4? Một là phải viên mãn sự ngộ nhập tâm hạnh của tất cả hữu tình. Hai là phải viên mãn các thần thông du hí. Ba là phải viên mãn cái thấy các cõi Phật, và như cái thấy ấy mà tự trang nghiêm các cõi Phật. Bốn là phải viên mãn sự cúng dường, thừa sự chư Phật Thế Tôn, đối với thân Như Lai quán sát như thật. Hiện hiện, Đại Bồ Tát khi trụ ở bậc thứ 8 là bất động, phải viên mãn 4 pháp như vậy. Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát khi trụ ở bậc thứ 9 là thiện tuệ, phải viên mãn 4 pháp. Những gì là 4? Một là phải viên mãn về cái trí căn cơ thắng liệt của các hữu tình. Hai là phải viên mãn sự nghiêm tịnh có Phật. Ba là phải viên mãn đẳng chỉ như huyễn, thường nhập vào các định. Bốn là phải viên mãn sự tùy theo thiện căn thuần thục của các hữu tình mà nhập vào các cõi, tự hiện hóa sanh. Thiện hiện Đại Bồ Tát khi trụ ở bậc thứ 9 là thiện tuệ, phải viên mãn 4 pháp như vậy. Lại nữa, thiện hiện Đại Bồ Tát khi trụ ở bậc thứ 10 là pháp vân, phải viên mãn 12 pháp. Những gì là 12? Một là phải viên mãn đại nguyện nhiếp thọ vô biên xứ sở, tùy theo sở nguyện đều được viên mãn. Hai là phải viên mãn cái trí biết âm thanh của các loài khác nhau, như là chư thiên, long, dược xoa, kiền đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, phần nại lạc, mặc hô lạc giả, nhân phi nhân, vân vân. Ba là phải viên mãn trí biện thuyết vô ngại. Bốn là phải viên mãn sự nhập thai hoàn hảo. Năm là phải viên mãn sự đản sanh hoàn hảo. Sáu là phải viên mãn gia tộc hoàn hảo. Bảy là phải viên mãn chủng tánh hoàn hảo. Tám là phải viên mãn quyến thuộc hoàn hảo. 9 là phải viên mãn sanh thân hoàn hảo. 10 là phải viên mãn xuất gia hoàn hảo. 11 là phải viên mãn trang nghiêm cây bồ đề hoàn hảo. 12 là phải viên mãn sự hoàn thành tất cả công đức hoàn hảo. Thiện hiện Đại Bồ Tát khi trụ ở bậc thứ 10 là pháp vân, phải viên mãn 12 pháp như vậy. Thiện hiện nên biết đã viên mãn bậc thứ 10 là pháp vân, Đại Bồ Tát cùng các Như Lai phát ra lời nói không khác. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp ý lạc thù thắng thanh tịnh? Phật dạy: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ương trí nhất thiết trí, tu tập tất cả thiện căn, thì đó là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp ý lạc thanh tịnh thù thắng. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp của tâm bình đẳng đối với tất cả hữu tình? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ương trí nhất thiết trí dẫn phát bốn thứ vô lượng, từ bi hỷ xả, thì đó là của Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp tâm bình đẳng đối với tất cả hữu tình. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp bố thí? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả hữu tình không có phân biệt mà hành bố thí, thì đó là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp bố thí. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp thân cận thiện hữu? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thấy các thiện hữu khuyến hóa hữu tình, khiến cho họ tu tập trí nhất thiết trí, liền thân cận cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thăm hỏi thọ lãnh chánh pháp, ngày đêm vâng lời phụng sự, tâm không lười mỏi, thì đó là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp thân cận thiện hữu. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp cầu pháp? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ứng trí nhất thiết trí, cần cầu chánh pháp vô thượng của Như Lai, chẳng rơi vào các bậc thanh văn độc giác, thì đó là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp cầu pháp. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp thường ưa xuất gia? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở tất cả nơi chốn sanh ra, thường chán sự tạp nhạp ồn ào của lao ngục gia cư, thường ưa vui với Phật Pháp, thanh tịnh xuất gia, không gì có thể ngăn trở, thì đó là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp thường ưa xuất gia. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp ưa mến thân Phật? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát chỉ thoáng thấy hình tượng Phật, rồi cho đến khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, hoàn toàn chẳng xả tác ý nghĩ nhớ đến Phật, thì đó là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp ưa mến thân Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu sửa nghiệp triển khai giáo pháp? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi Phật còn tại thế và sau khi nhập Niết Bàn, vì các hữu tình triển khai giáo pháp,
lúc đầu, khoảng giữa và sau đều thiện, văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, phạm hạnh trong sạch, đó là khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, duyên khởi, thí dụ, bổn sanh, bổn sự, phương quảng vị tằng hữu. Luận nghĩa.